Mới đây, Đài Phát thanh Truyền hình An Giang phối hợp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang tổ chức trao học bổng ATV tiếp bước đến trường cho các em học sinh sinh viên nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn thị xã Tịnh Biên. Nhân học bổng đợt này có 8 học sinh sinh viên đang theo học tại các trường Đại học Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh và các trường Trung học phổ thông tại thị xã Tịnh Biên, mỗi suất trị giá 10 triệu đồng do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang trao tặng. Chương trình tổ chức định kỳ hàng năm nhằm biểu dương khích lệ tinh thần vượt khó, vươn lên, đạt thành tích cao trong học tập của các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh nghèo khó khăn, đồng thời tiếp bước tạo cơ hội cho các em học tập, theo đuổi ước mơ, trở thành công dân có ích cho xã hội mai sau.